chúng ta đã không còn lạ lẫm gì với cái gọi là trào lưu điện thoại xếp hình, hay đúng hơn là thiết kế điện thoại dạng modem với nhiều khớp kết nối để có thể lắp ráp thêm các thành phần phụ trợ nếu muốn. Với sự khởi xướng từ phía Google mang tên là Project Ara, thì ngay sau đó thế giới công nghệ đã nhận được sự bùng nổ của loạt điện thoại xếp hình với sự tham gia của rất nhiều các thương hiệu lớn nhỏ. Và cho đến hiện tại thì dự án Ara đã bị khai tử, cũng như là hầu hết các nhà sản xuất cũng không còn mặn mà gì lắm với lối thiết kế này, thì đây lại là lúc để chúng ta nhìn nhận một cách nghiêm túc về ý tưởng của chiếc điện thoại xếp hình. Và hóa ra là buổi bình minh của những thiết kế xếp hình lại thú vị hơn những gì mà chúng ta thấy ở hiện tại. Không phải cho đến khi Google bắt đầu giới thiệu ý tưởng Ara thì các nhà sản xuất mới chú ý đến lối thiết kế lắp ghép, mà thay vào đó, tầm cả thập kỷ trước đó thì các công ty đã bắt đầu giới thiệu những mẫu thiết bị có khả năng xếp hình thực sự đầu tiên, và thậm chí là còn rất sát với những giấc mơ mà chúng ta từng kỳ vọng về Ara, đó là khả năng nâng cấp trực tiếp phần cứng xử lý và tính năng của máy. Lấy một ví dụ cụ thể về thiết bị điện tử có thể xếp hình mà phần đông người dùng không thể ngờ tới, đó chính là chiếc máy chơi game Game Boy của Nintendo. Dù chỉ là một thiết bị chơi game di động với phần cứng xử lý hạn chế, phần mềm đơn sắc, nhưng mà bạn vẫn có thể chụp ảnh và in ảnh với chính chiếc máy chơi game này nhờ vào modem camera lẫn máy in gắn ngoài được kết nối trực tiếp vào máy thông qua khe cắm băng. Dĩ nhiên Game Boy không phải là một chiếc điện thoại, nhưng mà ý tưởng mở rộng phần cứng thông qua khe cắm thẻ là thứ rất được ưa chuộng với các nhà sản xuất di động vào thời gian đầu của cuộc cách mạng smartphone. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với PDA, một dòng thiết bị rất gần với smartphone. Dù rằng ban đầu những thiết bị trợ lý số cá nhân này còn chưa được trang bị những tính năng thoại, nhưng mà khả năng mở rộng phần cứng của chúng là rất đáng nể. Và chỉ cần một số module với tính chất nhất định, chúng ta hoàn toàn có thể biến chiếc PDA thành một cỗ máy đa năng, từ nghe gọi cho đến máy ảnh, định vị v.v. Nokia, Motorola, Siemens, Sony Ericsson là những ông lớn di động cách đây 2 thập kỷ cũng nhanh chóng tiếp thu những ý tưởng này khi mà giới thiệu khá là nhiều loạt modem camera trời cho điện thoại của họ. Và đây có thể coi như là một khởi nguyên của trào lưu điện thoại chụp hình đã trở thành một phần không thể thiếu cho cuộc sống hiện nay. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không còn có một cụm camera rời cho điện thoại bây giờ, bởi bản thân của cụm camera trên máy đã quá tốt để làm việc hàng ngày rồi. Như đã đề cập thì không chỉ riêng khía cạnh camera mà khả năng mở rộng bộ nhớ cũng được đem đến ý tưởng thiết kế modem gần 3 thập kỷ trước. Dù cùng thời điểm đó, khe cắm thẻ nhớ đã được ra mắt, nhưng mà vấn đề là công nghệ chip flash còn quá là hạn chế và khó có thể có được bộ nhớ lớn để phục vụ người dùng. Mà thay vào đó thì khe cắm thẻ Compact Flash Type 2 đã được tận dụng để các nhà sản xuất đưa vào những ý tưởng sôi thịt hơn rất nhiều. Như là IBM là một ví dụ, khi hãng công nghệ Mỹ còn quyết định là hợp tác với nhiều nhà sản xuất chip nhớ Toshiba hay là Hitachi ra mắt những ổ cứng Microfry và được coi là ổ HDD cỡ nhỏ sử dụng giao diện kết nối của thẻ nhớ. Và kết quả là chúng ta đã có một ổ cứng máy tính kích thước chỉ là 1 inch cùng với dung lượng có thể rất khủng, lên đến 1GB. Nếu so với con số hàng trăm GB bây giờ thì có vẻ như chính thành tựu của IBM chỉ là muỗi, nhưng mà thời điểm đó với mặt bằng chung thẻ nhớ chỉ lanh quanh khoảng vài chục MB và thậm chí là dung lượng 512MB còn được coi là tốt lắm rồi. Và như thế, ý tưởng ổ cứng lai thẻ nhớ của Toshiba đã rất được chào đón, dù rằng giá thành đắt đỏ và khả năng hư hỏng cũng khá là cao. Bỏ qua những nâng cấp khá là tầm thường như là camera hay là bộ nhớ vốn rất là bình thường ở thời điểm bây giờ, thì chúng ta sẽ bước qua một khía cạnh mới mà được coi là chén thánh của Project Ara, tức là khả năng can thiệp trực tiếp vào phần cứng xử lý để nâng cấp sau đó, vốn là thứ mà bây giờ các nhà sản xuất không thể, hoặc là đúng hơn là không muốn làm. Với công nghệ của những ngày đầu, các công ty đã xuất ý tưởng nâng cấp RAM trực tiếp cho điện thoại, hay đúng hơn là thiết bị di động. Bạn có thể tin được không? Nhưng mà cách đây 3 thập kỷ thì RAM của thiết bị di động đã được bán như là rau ngoài chợ, tương tự như những thanh RAM cho máy PC vậy. Lấy một ví dụ đình đám nhất có thể kể đến, đó chính là chiếc PDA Toshiba E570 với cấu hình tiêu chuẩn gồm RAM 64MB và ROM là 32GB với xử lý Strong ARM 2.6MHz. Cấu hình này cũng được đánh giá cao vào thời điểm của những năm 2000, nhưng mà nhà sản xuất thì không muốn dừng lại như vậy, mà thay vào đó là nhờ tận dụng được khe Compact Flash 2 mà công ty đã bán ra các thẻ RAM với dung lượng là 32, 64 hoặc là 128MB. Tức là về lý thuyết thì những thiết bị sẽ được nâng cấp RAM lên tối đa là 192MB. So sánh một cách trực tiếp thì chiếc iPhone 2G đầu tiên được ra mắt sau đó hơn nửa thập kỷ cũng chỉ có dung lượng RAM là 128MB và mặt bằng chung của các thiết bị di động cùng thời điểm đó cũng chỉ có lượng RAM tương tự. Tức là với khả năng mở rộng phần cứng thì những chiếc PDA thế hệ đầu từng có cơ hội được sánh vai với những đàn em có tuổi đời xếp sau tới nhiều năm.
Và tiếp tục là khía cạnh mở rộng tính năng thì lợi ích của khe cắm Combat Tie 2 đã được khai thác rất nhiều để phụ trợ cho chiếc PD ở thời điểm của những năm 2000 như là kết nối mạng cổng Ethernet rồi. Bạn có thể cắm dây mạng vào và sử dụng như là một chiếc máy tính PC thực thụ. Dĩ nhiên thì tốc độ của nó sẽ như là Robot, chỉ 56 KB. Rồi thì kết nối là Wi-Fi, Bluetooth cũng được thêm vào. Và cuối cùng thì modem chứa SIM hay là mạng 2G GPRS hay là máy quét mã vạch cũng được ra mắt, mà vào thời điểm sau đó thì chúng hầu hết đều đã được tích hợp trực tiếp vào điện thoại. Nói tóm lại thì nếu nhìn vào bình minh của lối thiết kế modem trên di động thì chúng ta đều có thể thấy rằng hầu như tất cả những tính năng cần mà từng được mơ ước sẽ tích hợp trực tiếp vào một phần cứng duy nhất cho đến hiện nay đều đã được các nhà sản xuất làm như toàn bộ. Dĩ nhiên là vẫn còn đó một vài sự nuối tiếc như là khả năng nâng cấp trực tiếp phần cứng xử lý như là thêm nhiều RAM hơn chẳng hạn. Nhưng mà xét cho cùng thì với dung lượng RAM lên tới 10GB trên chiếc điện thoại như hiện nay là quá đủ để chúng ta quên đi sự tồn tại của những chiếc khe cắm to bản để tập trung hơn vào lối thiết kế nguyên khối. Mà đây là điều kiện để quy định về độ bền của máy, thứ đang càng được quan tâm hiện tại. Vừa rồi là những chia sẻ của Tấm Mắt về trào lưu thiết kế xếp hình. Còn các bạn khán giả của Tấm Mắt nghĩ sao về trào lưu này thì chúng ta hãy cùng để lại bình luận bên dưới video này nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác của Tấm Mắt.